điêu hắn à. Thôi hợt hợt rồi. Anh chú sao? Anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mà giờ đây đã muộn màng rồi. Anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều trong tuổi còn thơ một tiếng đường đầy qua thôn. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi vẫn lặng câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ sau bóng nhiên lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc xe buồn, lòng dung tương chợt nghe mềm yếu khi một lần có phải em và người ta đã thề nón hẹn biển không? Người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa là còn gì đau đớn nào hơn. Gần gũi tất gian mà như vạn lý quan san, tình căm nên non tình đành tuyệt vọng. Tóc mây hoàng hoài bay trong gió lòng, như lòng em đang bão đồng tươi mười. Thiên Kiều ơi, chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh đây gục chết, biết ai là người xây nấm mộ cho anh.